Chào mừng các bạn đến với kênh Nhanh Lề Vlog. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách kiếm lượt sub nhanh nhất. Bằng cách đầu tiên mình vào CH Play, gõ vào sub 4 sub thì nó sẽ hiện ra này. Các bạn chọn vào cái mục thứ 3 từ cancel. Đây, mình đã tải về sẵn rồi, chỉ cần việc mở ra thôi. Sau đó các bạn đăng nhập, các bạn điền cái tài khoản phụ hay tài khoản chính gì cũng được. Đó, nó sẽ hiện lên cái màn hình như thế này. Các bạn chỉ cần kiếm coin bằng cách là giới thiệu để kiếm coin, hoặc là xem quảng cáo, hoặc là mua coin, tùy vào cách mà các bạn chọn. Sau khi mà có điểm rồi, có coin rồi, là các bạn tạo chiến dịch. Đây, các bạn nhấn vào cái nút cộng. Các bạn chỉ cần nhập cái đường link của kênh YouTube của mình. Các bạn nhấn add. Đấy, nó sẽ hiện ra cái kênh của mình. Thì số lượng người đăng ký là 10, lượt xem là 10, tổng số coin của mình chi phí là 1000. Đấy. Ở phía trên góc phải màn hình là số coin hiển thị của các bạn. Cho các bạn được số coin thì các bạn nhấn vào hoàn thành. Thì ứng dụng này nó sẽ đi sub cho cái kênh của bạn. Mấy bạn kiếm thật nhiều coin thì đăng ký thật nhiều chuyển dịch thì sẽ sub thật nhiều lượt đăng ký. Đây, nếu các bạn hủy đăng ký thì cái ứng dụng này sẽ tự xóa cho các bạn ra khỏi hệ thống. Nếu cảm thấy video hay thì các bạn nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé.